Trên tay của tôi là thanh kiếm có thể kill admin Uzoth có level 9 tỷ và lượng máu gần như vô tận. Vậy thì sẽ ra sao nếu như tôi áp dụng combo này với người bình thường level 2550 và 13.000 máu? Yeah, đáng để thử đấy. Có 3 điều kiện như sau. Đầu tiên, bạn chỉ có thể sử dụng nó ở C2, chỉ ở C2, không C1, không C3. Tiếp theo là bạn phải là người chơi sử dụng Portal khá là thành thạo, cũng như là một số cái đi kèm như là God Human và Soul Guitar. Và cuối cùng là nhấn like video và đăng ký kênh để bạn nhận được sức mạnh từ anh Vi Đại Thần. Đéo hề chém gió rồi nhá, bước cùng là quan trọng nhất mọi luôn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào, let's go. Alright, trước khi chúng ta bắt đầu cái combo này thì tôi bắt buộc phải gỡ bỏ cái sức mạnh đã bị nguyền rủa đã phong ấn trong cái thanh kiếm gọi là lưỡi hai bóng tối của tôi. Như các bạn có thể thấy, hiện tại tôi đang đứng ở đây không hề có một con NPC nào. Thế nhưng các bạn sẽ thấy từ từ đâu đó khoảng từ xa xa sẽ có một vài con nó lại đây nó kiếm chuyện với tôi. Thì đó là do tôi đang bị nguyền rủa các bạn ạ. Và để thanh kiếm của chúng ta phát huy toàn bộ sức mạnh thì chúng ta bắt buộc phải gỡ bỏ cái phong ấn nguyền rủa này đi. Má, tôi đéo hiểu sao cái thanh lưỡi hai bông tôi lại có cái dòng enchant nguyền rủa. Đây là cái dòng mà khi mà các bạn kết liễu được quái thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều tiền, rất là nhiều kinh nghiệm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nó không có một cái tác dụng ở trong PvP. Hello admin Uzoth, tôi muốn kiểu như trùng sinh lại thanh kiếm của tôi. Hiện tại thì thanh của tôi đang có cái dòng Crust of the Tip, là một cái dòng nguyên rủa, cho nên tôi sẽ đổi sang một cái dòng khác các bạn nhé. Hy vọng là nó sẽ ra cái dòng gì đó kiểu như là Frozen Burning hay là một cái dòng gì đó Passing cũng được, miễn sao đừng là cái dòng nguyên rủa con que này. Chúng ta có Beast level 3, Deadly, Lucky, Unreal. No, không được các bạn ạ, phải là tìm cái dòng Passing. Tôi có tận 18 chục thần thoại, tôi không tin. Oh my god, tôi có tưởng sự may mắn của tôi trong drop food đã mất rồi chứ. Nhưng mà nếu các bạn ạ, chúng ta có một cái dòng Burning là một trong những dòng mà tôi thích nhất. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái dòng Beast level 3 sẽ tăng sát thương lên những cái thằng sử dụng trái quái thú 9%. Natural level 1 là tăng sát thương lên những khứa sử dụng mấy trái kiểu Mochi. Và có thêm một cái dòng Vampiric hồi 4% máu dựa trên cái đam gây ra. Ok, nói chung là mới chỉ tốn hai con trục thần thoại mà tôi đã được một cái dòng pressing. Oh my god. Rồi, có vẻ nhạc Min Uzoth đang ủng hộ tôi rất nhiều trong cái video ngày hôm nay các bạn ạ. Hai lần chúng ta được luôn một cái dòng mẹ burning, một trong bốn dòng pressing mạnh nhất. Và để xem random thì Còn mạ nó nó là chết chốt ạ. Rồi, các bạn có thể thấy sau khi mà tôi đổi cái dòng burning này thì mấy con NPC nó không đuổi tôi nữa. Đấy, đuổi bố mày đi, mày ngon mày đánh tao đi, không đánh tao thì tao thịt mày luôn. Ừ, rồi sau khi đã chuẩn bị tất cả các bước xong thì bây giờ tôi sẽ thực hiện combo đã kill admin Uzoth với 9 tỷ level và vô hạn máu như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên là Soru đây này, Soul Guitar, Setter Portal, dung nhám, bam bam, một phát ăn ngay các bạn ạ. Mặc dù tôi không phải là một người chơi sử dụng Portal quá thành thạo, hay nói trắng ra tôi là một đội trưởng đội anti Portal, nhưng dạ, bản thân tôi sinh ra đó là phiên thiên tài võ học, cho nên là tôi học cái gì đó cũng cực kỳ nhanh các bạn ạ. Một lần được luôn. Alright, bây giờ tôi sẽ làm thử phát nữa nhá. Soru lên, Soru ta. Bum 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 bum. Ôi giời. Ai gù. Nó hơi khó để chúng ta zét cái Portal các bạn ạ. Thử lại lần thứ 3. Soru. Quá khó, hơi khó để thành thạo nha. Lần thứ tư. Mà một lần được luôn. Khó vai nồi. Chúng ta Soul Guitar. Chúng ta làm vậy. Chúng ta làm vậy. Chúng ta làm vậy. Bam. Ok, cũng được rồi đấy các bạn ạ. Khi mà đã sử dụng combo này rồi thì các bạn chỉ cần làm chuẩn chỉ, làm thật nhanh tay là được, chứ cũng không cần phải tăng đam vào kiếm hay là tăng đam vào súng hay là tăng đam vào trá quỷ đâu. Bởi vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái dung nham mà. Đó, ok, bây giờ tôi và bạn An Tạ sẽ thực chiến một phát trước khi chúng ta ra ngoài server cộng đồng để test thử cái combo hủy diệt admin này các bạn nhé. 3, 2, 1, boom. Spam lên, ừ. Damn. Chứ bây giờ tôi thích sử dụng Portal hơn lúc này các bạn ạ. Anh ta đây combo thì sao em ơi? Cây nhà
nhanh cay nha. Anh nghĩ rằng cái combo này ra server cộng đồng thì 10 thằng là hết 10 thằng nó chửi mình đấy em ạ. Bây giờ tôi sẽ rủ với Snack nha. Snack ở đây em ơi. Em đây đây. Ừ, ra đây anh nhờ xíu nha. Gì vậy? Mà anh lại tính thí nghiệm gì lên cơ thể của em hả? Thí nghiệm cái gì? Đây là người ta đang gọi là một cái gọi là sự vĩ đại, một sự phát minh mới của nhà khoa học, được chưa? Rồi, em chỉ cần đứng im cho anh khoảng 1 giây. Ok. Rồi. Thì em có nghĩ đây là cái combo nhanh nhất thế giới mà Snack? Ôi. Nhanh đấy. Đây chính là cái combo có thể kết liễu được admin 9 tỷ level và vô hạn máu. Cũng như anh nghĩ đây là một combo gọi là nhanh nhất thế giới, em thấy nhanh không? Nhanh. Ừ, mẹ vừa là combo mẹ đam to nhất và vừa là combo nhanh nhất thế giới luôn mà. Các bạn thấy nhanh chưa? Ok, nói chung là bây giờ tôi sẽ mang thử cái combo này ra server cộng đồng test thử xem là 10 thằng thì có thật sự là 10 thằng nó sẽ chửi tôi hay không các bạn nhá. Let's go. Ok, tôi gặp được một đối thủ ở server cộng đồng rồi các bạn ạ. Rồi. Đầu tiên này, chúng ta phải dụ nó xuống đất cái đã. Đừng đánh nhau trên trời. Solo lên, về. Ừ, sau đó chúng ta sẽ cố gắng thoát ra khỏi cái này nhanh nhất có thể. Solo ta. Ừ, hụt luôn. Má, khó quá. À, khó vậy. Mà lần thứ 5 mèo đấy. Đấy rồi. Easy. Chat luôn easy cho nó sợ. Má thằng khứa này nó có cái outfit. Tha cho em vãi nổi, tha cho em má thịt luôn á. À bật BB à, bật BB à. Ừ cũng gọi là có lá gan. Ok. Mẹ hai thằng này kết hợp các bạn ạ. Ok. Hai trên ba. Còn một thằng nữa. À, nó bật BB tiếp. Vào đây. Kết bạn với tao. Cho chúng mày thấy sự khó chịu của Boto. Spam V là như thế nào? Ây da, nó gần đi rồi các bạn ơi. Đứng lại đó. Nếu thể nào chạy được các bạn nhá, hứa luôn. Đã chơi Boto spam V rồi thì nếu thể nào mà chạy được. Hold up. Má, nó có tập cá sao nó trâu vậy ta? Ok. Con mạ đó, mình biến thành Saitama ra con mạ vũ trụ các bạn ạ. Ví dụ như này là một nè. Ủa, what the fuck? Đâu rồi? Má nó lag. Vẫn giết được kìa. Vãi nồi. Server lắc điên. Tôi vẫn xử được 14 kèo 1 tỷ. Đấy rồi. Sống hộ cái. 3/3. Rồi, chúng ta còn chuyển sang server tiếp theo. Thật ra thì cái combo mà kiểu như là dồn người khác sang lava thì hồi trước là Hồ Makira và một số người khác cũng đã làm rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái combo này là cái combo mà nó là kill được admin Uzot. Ơ kìa, sao thằng khứa này lại không đi nhờ? Vãi nồi, thế tôi phải xử lý bằng tay mới được các bạn ạ. Ơ kìa, ảo nhờ. Cái combo của Hồ Makira xài hồi trước ấy, các bạn thì nó sẽ là kiểu như là dùng cái gậy pole. Có cái combo này của tôi thì dùng cái lưỡi hái, sau đó đẩy cái gót thù mần là được các bạn ạ. Nhưng mà đánh tay thì làm sao mà sống. Ok, vẫn cứ là nút lần nuột. Ok á, cái đéo gì vậy? Holy crap luôn á. Ok á, quay gì vậy? Vãi nồi, các bạn có thấy 1 phút vừa rồi tôi mẹ tùm luôn luôn.
Tôi đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cái server này luôn. Mà tôi combo thằng Khứa đó, nó bị đứng, nó đéo oảng trên lava. Sau đó tôi dịch chuyển thì nó dịch chuyển này, dịch chuyển chỗ khác. Xong bây giờ tôi về thì tôi ra hẳn một cái chiều không gian khác mà luôn. Ai gu. Dạo này game nó hơi có vấn đề một tí luôn đấy. Boom. Ha ha, thằng đầu tiên. Bài học thứ hai. Khứa này bị hai bài học liên tục rồi các bạn ơi. Cày lắm rồi, cày lắm rồi. Alright, chúng ta cùng đến với mục tiêu thứ ba. Đứng lại đó, xuống cái đất chơi đi. Rồi luôn, gặp mấy thằng cầm trái lôi nó phản ứng nhanh thì mình sẽ không dìm lava được các bạn ạ. Phản ứng kịp hay không? Phản ứng kịp hay không? Xuống lava. Lần thứ ba. Đấy rồi, lần thứ tư. Khà 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 khà. Mục tiêu nào cũng sẽ dâng cho chúng ta gọi là hai mạng các bạn ạ. Nó chửi tôi rồi. Runner noob. Nó chửi tôi là một thằng khốn runner. Nói chung mới chịu thôi các bạn. Bởi vì bản thân tôi khi mà tôi chơi bình thường mà gặp mấy thằng bot tồi tôi cũng hay chửi nó lắm. Cho nên là chúng ta phải là kẻ phản diện trong cái video ngày hôm nay thôi. Tôi là một đội trưởng anti-fan cứng của cái trái bottle, nhưng mà tôi cũng không thể nào mà có thể biện minh được trong những cái tình huống này. Nhưng mà không thể phủ nhận đây là combo duy nhất chúng ta có thể kết liễu được admin Uzot. Ý là cái combo dìm lava. Chứ cái cách thức dìm lava thì có rất nhiều. Các bạn có thể dùng Nakabucha, các bạn có thể dùng gậy trọng lực nè, cái cây Gravity Cane á cũng được luôn. Nói chung là nhiều combo có thể dìm lava lắm. Nhưng cái combo này là cái combo đã gọi là lên TV trong cái khoảnh khắc mà dìm lava admin Uzot với 4 tỷ level các bạn ạ. Mục tiêu thứ 5, 17.000 bounty. Chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tôi vừa làm một pha khử cái thằng Khứa 10 triệu bounty chỉ trong vòng gọi là 3 giây các bạn ạ. Nó kêu tôi là combo của bắp. Mày ừ, combo của bắp luôn. Nhưng mà tao xử được mày, nhưng mà tao có bounty. Đi ăn kem nè. Đi ăn kem nè. Mục tiêu thứ 6 các bạn. Chúng ta sẽ có mục tiêu thứ 7 ngay trong giây phút này. Mà thôi. À, à, quê quá. Bam, bam. Ok, 17.000 bounty lần thứ 2. Đá vãi nồi. Vai à? Ok, 998. 999. Ok, chúng ta vừa có kill thứ 1000. Mặc dù hơi đơ hơi lắc một tí, các bạn nhìn đi. Cái bãi chiến trường bây giờ nó không còn là quán cà phê nữa mà là nó là ảo đảo dung nham các bạn nhé. Các bạn biết lý do tại sao không? Đó là bởi vì tất cả những thằng đang đấu tại đây, thằng nào cũng bị tôi dịch chuyển qua đây một lần và oảng một lần rồi. Cho nên bọn nó quyết định là thôi, đánh nhau đây mẹ luôn đi. Ừ, mày đụng tao là hơi mệt đấy, mặc dù mày đang có tộc V4 thật nhưng mà mày đụng tao là hơi mệt đấy. Một cái trích lỏ cho các bạn này. Mày tính vô cho tao vô về, sau đó mày gọi là show guitar là mày combo tao đúng không? Chết tiệt, cái thằng chết tiệt thì mày đang làm cái quái gì vậy hả? Đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái chiêu gọi là chiêu C. Khi nào mà cái chiêu V nó gần đóng lại thì chúng ta sẽ dịch chuyển phát một là chúng ta biến mất luôn. Biến mất trong yên lặng luôn. Đấy là nó sẽ kiểu what the hell man? Thằng này đang làm cái đéo gì vậy? Một người anti bottle, một người đã từng đấu với 1 tỷ thằng bottle thì tôi phải biết tất cả điểm mạnh điểm yếu của trái bottle các bạn. Giờ thì còn hụt nữa hay không? Mẹ tao là chiến binh, tao là Doraemon cánh cửa thần kỳ. Kirito lại muốn chiến đấu à? Ăn thành thêm một phát nữa. Sao Kirito ơi, chiến đấu thêm phát nữa đi, phát cuối đi để mình húp luôn bao ti lần thứ ba này Kirito. Mẹ thằng này. Anh Bi Huyền. Ôi giời ơi. Má nó. Cái thằng này nó trong cái gọi là quân đoàn thần Loli. Nó để cái avatar Anlime, một cái outfit màu hồng, đội nón lá. Anh Bi Huyền. Mày không còn cơ hội sửa sai nữa rồi. Mày sửa sai quá trễ rồi em ạ. Bật BBB lên. Mọi tao cần chiến đấu với mày.
lông dao á. Later. Tôi cần chiến đấu với nó liền, các bạn rủ thằng Kirito ra. Tôi muốn solo song kiếm với nó. Mày cởi cái song kiếm mày ra. Ai à, nãy dai với ta, dai vậy ta. Tóc cá mà dai dữ vậy. Rồi sao chạy? Anh mày đã bật tộc quỷ lên, mày cái máu diamond của anh nó trỗi dậy thì sao mà chú có cửa? Hả? Dìm lava không hoảng nhưng mà may mắn chỉ đến một lần thôi em ạ. Thằng nhóc, đi qua đây, xuống lava chơi. Woo, má, cái người nó to quá. Tôi dìm lava nó mà nó lên được, tôi đều hiểu sao mẹ. Nhưng không sao các bạn ạ. Các bạn nên chơi tộc quỷ giống tôi, bởi vì tộc quỷ thì combo của nó, chiêu của nó hồi rất là nhanh. Cho nên là nếu mà các làm fail thì các bạn chỉ cần đi vòng một lúc và sẽ làm lại được nhá. Nhưng mà tộc quỷ có một cái điểm yếu đó là trời sáng thế này chúng ta sẽ bị sợ ánh nắng mặt trời nha, chúng ta phải vào nhà. Tôi mù gian mà, tôi sợ ánh nắng mặt trời lắm, tôi chưa có kiểu như là tìm được Nezuko. Rồi, mẹ chúng ta phải chơi bàn chân bằng lẽ này. Ơ lắc rồi, lắc gì đây? What the hell? Mẹ cái pha đó, mẹ có thể lên top top có khi mẹ vào 100 triệu view đấy. Hình như là dịch chuyển sang server khác luôn hay gì rồi, không thấy đích nhau ngoài này nữa rồi. Ơ kìa. Cái đẹp như vậy xảy ra vậy, các bạn có ai giải thích cho tôi được không? Mẹ, chúng ta có thể giải thích bằng một việc là cái tay của tôi nó quá nhanh. Kiểu mẹ game đơ luôn, nó grab hết tất cả những người chơi khác luôn. Nó phải kiểm tra lại cái hành vi của cái đích của tôi xem là tôi có làm cái gì đó nó gian lận chỗ này không. Nó quá nhanh các bạn ạ. Rồi, có lẽ đây sẽ là mạng cuối cùng các bạn nhá. Video này thì tôi đã show cho các bạn xem là cái hành trình tôi kill hơn 1000 mạng. Tôi nghĩ là quá đủ để các bạn có thể gọi là hiểu được cái sức mạnh bá đạo của cái bộ combo này rồi. Đấy, đây là cái mạng cuối cùng các bạn nhá. Yes sir. Các bạn cứ làm như video là được. Tôi tin chắc các bạn sẽ lên bounty. Cái minh chứng tôi đã kill 1000 mạng trong video này thì chắc các bạn cũng đã xem rồi, nên là nhá, làm đi làm lại hoài nó cũng không hay. Nhưng mà tại sao nó lại dịch chuyển nó khỏi đại dương nữa rồi? Cái gì vậy? Cái chất bút tô này nó có vấn đề thật nha. Rồi, trước khi kết thúc video này thì tôi muốn gọi là test lại cái lỗi CDK. Tại vì có một số bạn trong cái video mà tôi sử dụng cái lỗi CDK này đi sabotage thì có một số bạn bảo tôi là nhấn chữ home là sẽ về nhà được, sẽ không bị gì cả. Thì bây giờ là tôi sẽ test thử các bạn An Tạ, xem bạn An Tạ có về được không các bạn nhá. 3, 2, 1. Ok, bây giờ An Tạ thử bấm phím home về nhà đi em. Đang trong trận đâu có bấm được. Thứ nhất là cái việc mà bấm phím home về nhà thì đang trong trận các bạn sẽ không thể bấm được này. Thì trong thời gian này tôi có thể xử lý mục tiêu, cho nên là chắc chắn với các bạn luôn là đang trong trận các bạn sẽ oảng nếu như mà tôi muốn kết liễu đối phương. Còn thứ hai nữa, nếu mà trong trường hợp mà đợi hết trong trận thì để xem là khi mà hết trong trận thì An Tạ bấm phím home về nhà thì nó có dịch chuyển về nhà hay không các bạn nhé. Ok, An Tạ set home ở đâu em? Em set home ở ngoài cảng 2 em. Ok, set home ngoài cảng 2, tin hơn nếu mà An Tạ bấm về được thì nó sẽ ngoài bên ngoài cảng 2 bên kia này các bạn kìa. Rồi, để xem là An Tạ sẽ dịch chuyển về cái chỗ set home hay không các bạn nhé. Nghĩ là được. Ok, nghĩ là được, ừ. Tao thấy là cái tên của mày dịch chuyển tầm lâm rồi đó. Rồi tao thấy mày ngoài đại dương luôn rồi đó. Tao thấy mày săn Lavia thần ngoài biển 2 luôn rồi đó. Là được dữ chưa? Ok, trả lời cho câu hỏi của bạn nào bảo là cái lỗi CDK khi mà tôi xài lên đối phương chỉ cần nhấn home là sẽ về nhà được, thì các bạn sẽ về nhà được. Nhưng mà tôi nghĩ nhà của các bạn có vẻ hơi xa, chắc là nó ngoài vùng biển để săn Lavia thần rồi. Tôi không thấy An Tạ đâu cả đâu em. Em bị security kích rồi. Ừ đó, các bạn nhìn đi, nó không có tên luôn kìa. Nó bị kích luôn rồi kìa. Ừ, nó dịch một hồi là nó bị kích luôn à. Cho nên là cái mẹo mà nhấn phím home để có thể thoát khỏi cái lỗi bức CDK là hoàn toàn fail không được các bạn ạ. Và có lẽ là video này cũng xin phép được kết thúc tại đây thôi. Và nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để giúp cho kênh Bi Huỳnh và mình nhanh chóng đạt 100.000 người đăng ký nhanh nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.